đến với video của Top Khám Phá. Có rất nhiều các cuộc thi kỳ lạ trên thế giới. Một vài trong số chúng có thể hơi nguy hiểm đối với những người tham gia cuộc thi. Và sau đây là 10 cuộc thi giống như vậy. Và đảm bảo sau khi nghe xong thì bạn sẽ phải công nhận rằng con người chúng ta có thể thi đua với nhau trên mọi phương diện, mọi lúc, mọi nơi và bằng mọi cách điên rồ nhất có thể. Cuộc thi cổng vợ thường thu hút được nhiều người tham gia không chỉ bởi tính chất vui nhộn mà còn vì đây là nơi để các cặp vợ chồng thể hiện sự gắn kết bằng những nỗ lực thực sự. Mỗi năm, cuộc thi vô địch cổng vợ lại thu hút hàng nghìn người tới với thị trấn chỉ có 4.000 dân ở Phần Lan và ngày càng trở thành hoạt động phổ biến ở nhiều quốc gia. Những người đàn ông sẽ phải cõng vợ trên vai và vượt qua nhiều chướng ngại vật. Một trong số các quy định của cuộc thi là người phụ nữ phải trên 17 tuổi và nặng ít nhất 49kg. Ban tổ chức cho phép thí sinh nam có thể mượn vợ một người hàng xóm nếu họ không có vợ hoặc bạn gái. Môn thể thao cõng vợ được cho là lấy cảm hứng từ tục lệ bắt vợ từ xa xưa ở Phần Lan. Vì thế ngày nay nhiều ứng viên cũng tham gia thi cùng với vợ của người khác. Nếu phải nhắc đến một cuộc thi mang đầy tính giải trí thì chắc chắn phải kể đến cuộc thi tranh tài làm mặt xấu Gunning xuất hiện ở Anh và Tây Ban Nha. Những người tham dự không phân biệt giới tính, độ tuổi phải thực hiện các động tác trên khuôn mặt để biến gương mặt họ thành xấu nhất. Lọt top những kỳ thi kỳ quặc nhất thế giới, không thể không nhắc đến cuộc thi đọ dâu của các quý ông. Thậm chí nó còn được nâng lên tầm quốc tế với tên gọi Giải vô địch râu ria thế giới, được tổ chức tại Mỹ từ năm 1990. Mục đích của cuộc thi là nhằm tôn vinh những bộ râu độc đáo và thú vị đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vô số những bộ râu muôn hình muôn kiểu với những phong cách độc đáo như râu lồng chim, râu phong cách quý tộc, râu cướp biển. Ngoài việc thi tài đọ sức, các quý ông đến đây còn để giao lưu kết bạn với những người có chung sở thích râu ria với mình. Các thí sinh tham gia cuộc thi khoác áo ong ở Hồ Nam, Trung Quốc sẽ phải đứng yên để bầy ong bám quanh cơ thể của họ. Ai có số lượng ong bám vào nhiều nhất, dựa trên khối lượng ong bám vào sẽ trở thành người chiến thắng. Được biết, các thí sinh sử dụng ong chúa để thu hút bầy ong bám quanh mình. Ước tính có ít nhất 10.000 con ong bám vào mỗi đối thủ. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân địa phương và du khách. Tuy nhiên, không giống các đấu thủ, những ai theo dõi cuộc thi sẽ được phát một bộ trang phục bảo hộ để tránh bị ong đốt. Chức vô địch của cuộc thi bá đạo ủi quần áo được trao lần đầu tiên vào năm 1997 tại Leicester, Anh. Những người tham gia cuộc thi này sẽ được cấp một vài bộ quần áo và ủi chúng ở trong những nơi cực kỳ nguy hiểm. Đó có thể là một vách núi treo leo, một vùng băng tuyết lạnh cóng hoặc ở dưới nước. Ngoài sở hữu những kỹ năng mạo hiểm như leo núi hay bơi lặn là chưa đủ, bạn còn phải thật sự thuần thục công việc ủi quần áo ở nhà thì may ra mới có cơ hội chiến thắng cuộc thi này. Lễ hội Phô Mai Lăn được tổ chức lâu đời ở Anh với lịch sử hơn 200 năm. Lễ hội này thường được tổ chức tại đồi Copper Hill. Mục đích của lễ hội này được tổ chức để ăn mừng mùa xuân trên khắp đất nước Anh. Chính vì vậy, hàng năm cứ vào dịp mùa xuân sẽ có rất nhiều người dân và du khách đến đây để tham gia vào lễ hội Phô Mai Lăn độc đáo này. Trong lễ hội, ban tổ chức sẽ chuẩn bị những viên phô mai hình bánh xe nặng khoảng 4kg. Sau đó, miếng phô mai này sẽ được thả lăn từ đỉnh trên đồi xuống phía dưới chân đồi Copper. Những người tham gia sẽ đuổi theo miếng phô mai này.
cuộc chiến giành lấy phô mai khá là quyết liệt và có phần nguy hiểm vì hàng trăm người lao vào để đuổi bắt một viên phô mai với địa hình dốc. Nếu bắt được sớm nhất thì sẽ giành chiến thắng và giải thưởng chính là miếng phô mai đó. Mọi người tham gia không phải vì giải thưởng mà chủ yếu là để trải nghiệm cảm giác thú vị khi được đuổi theo những miếng phô mai với độ dốc cao của những ngọn đồi. Hàng năm thì du khách và các đấu sĩ từ nhiều nơi trên thế giới lại đổ về Fenny, làng Benley, Derbyshire, Anh để chứng kiến và tham gia cuộc thi vật ngón chân. Các thí sinh muốn thi đấu phải trên 18 tuổi và vượt qua kỳ kiểm tra vệ sinh bàn chân để đảm bảo không bị mùi hay nấm. Sau đó họ được chia thành các cặp nam hoặc nữ, thi đấu tối đa 3 vòng để chọn ra người chiến thắng. Vòng đầu tiên bắt đầu với ngón chân phải. Hai đồ vật ngồi đối diện, đặt chân vào một khung gỗ hình vuông nhỏ trên sàn, quặp ngón chân cái vào nhau và dùng sức mạnh của ngón chân cái đè đối phương xuống sàn. Vòng 2 đến lượt ngón chân trái. Nếu hòa nhau, vòng cuối sẽ tiếp tục thi đấu bằng ngón chân phải. Việc để con cái khóc lóc, la hét là điều khó chịu đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào và họ thường tìm mọi cách để làm lũ trẻ nín. Tuy nhiên, tại lễ hội Nakijumo ở Nhật Bản, người dân lại tỏ ra thích thú khi thấy con mình khóc, thậm chí đứa trẻ khóc càng nhiều, cha mẹ lại càng phấn khích. Trong lễ hội có truyền thống 400 năm tuổi này, các em bé được trao cho những võ sĩ đấu vật sumo. Nhiệm vụ của họ là làm bé khóc càng lâu càng tốt. Nếu em bé không chịu khóc, trọng tài sẽ đeo mặt nạ với hình hài đáng sợ bước vào đấu trường, sau đó tạo ra các âm thanh lớn để dọa chúng. Nghi lễ này được người Nhật tin tưởng và giữ gìn qua nhiều thế hệ. Họ cho rằng đây là cách xua đuổi tà ma, đem lại sức khỏe cũng như may mắn cho em bé. Lễ hội thường niên này được tổ chức tại các đền, chùa và miếu. Một trong những nơi thu hút nhiều người tới nhất là đền Kamitori Maekawa ở Yokohama. Thời gian diễn ra sự kiện trùng với ngày trẻ em ở Nhật Bản, ngày 5 tháng 5. Phần Lan được biết đến như quê hương của điện thoại di động với thương hiệu lừng danh Nokia. Thời Nokia còn đứng trên đỉnh của thế giới, những chiếc điện thoại di động luôn là biểu tượng, là sự tự hào đối với người dân nước này. Cũng từ đó ra đời cuộc thi ném điện thoại di động, ban đầu ở cấp địa phương và sau đó đã trở thành sự kiện quốc tế. Đây là một cuộc thi có quy mô với nhiều giải vô địch quốc gia được tổ chức trên toàn châu Âu. Những thí sinh vô địch các giải quốc gia sẽ được tham dự giải vô địch thế giới được tổ chức tại Phần Lan với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Cuộc thi là dịp để người ta suy nghĩ về điện thoại di động, hồi tưởng những ký ức một thời về chiếc điện thoại cục gạch Nokia. Trong khuôn khổ của cuộc thi, những người tham gia và khách đến dự có thể mua những chiếc điện thoại di động mới. Bên cạnh đó là các hoạt động rất có ý thức đối với điện thoại di động như việc tái chế, xử lý các chất thải độc hại. Các em nhỏ cũng được tham gia và hầu hết các em đều rất vui vì được ném đi những chiếc điện thoại đắt tiền. Thường khi bị thất nghiệp thì chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta sẽ ngồi nhà và than trời than đất. Nhưng một số người ở New York lại không nghĩ như vậy. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2009, một nhóm người ở thành phố này đã tổ chức một cuộc thi không giống ai mang tên Olympic của những người thất nghiệp. Ý tưởng xuất phát từ một anh chàng lập trình viên vừa mới bị sa thải. Có khoảng 20 vận động viên đã tham gia tranh tài ở các nội dung với những tên gọi rất kêu như buộc tội sếp, anh bị sa thải, ném điện thoại văn phòng, đấm bốc trong phòng làm việc. Vừa rồi là 10 cuộc thi kỳ quặc nhất trên thế giới. Bạn có hứng thú và muốn tham gia cuộc thi nào không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Top Khám Phá. Xin chào tạm biệt!